Những người có tuổi thọ ngắn thường gặp 5 dấu hiệu này sau khi đi bộ, có 2 trên 5 cũng đáng báo động. Đi bộ có thể giúp cải thiện sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên nếu bạn gặp phải một trong 5 dấu hiệu bất thường dưới đây thì hãy đi khám ngay. Thứ nhất, thường xuyên đau đầu chóng mặt sau khi đi bộ. Nếu thường xuyên gặp hiện tượng đau đầu chóng mặt sau khi đi bộ một thời gian dài thì có thể bạn đang gặp bệnh lý về nội sọ, phổ biến nhất là bệnh mạch máu não. Thứ hai, tê và yếu một bên tay chân. Nhiều người thì gặp phải tình trạng tê và yếu một bên tay chân, không thể đi lại bình thường sau khi đi bộ. Đây là một dấu hiệu quan trọng cảnh báo nguy cơ đột quỵ. Nếu bạn gặp phải hiện tượng này thì tốt nhất nên tới bệnh viện để được thăm khám kịp thời. Thứ ba, bước đi không ổn định. Nếu thần kinh gặp vấn đề thì bước đi sẽ không ổn định, dáng đi liêu xiêu không vững. Nếu bạn đang gặp phải hiện tượng này thì bạn hãy cảnh giác với những bệnh về mạch máu và nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh Parkinson. Thứ tư, cảm thấy tức ngực khó thở sau khi đi bộ. Nếu bạn cảm thấy tức ngực sau khi đi bộ thì hãy cảnh giác với bệnh tim và thường gặp nhất là bệnh tim mạch vành. Ngoài ra thì những người có bệnh lý về hô hấp như là viêm phế quản, hen suyễn, lao phổi thì cũng thường cảm thấy khó thở sau khi đi bộ. Thứ năm, đau nhức xương khớp sau khi đi bộ. Nếu cảm thấy đau nhức xương sau khi đi bộ thì có thể là bạn đang gặp các vấn đề về xương khớp. Tốt nhất bạn nên tới bệnh viện kiểm tra để tìm ra nguyên nhân, có hướng điều trị phù hợp và tránh để bệnh nặng thêm. Vì vậy hãy để ý một chút, sau khi đi bộ nếu bạn chẳng may gặp phải một trong những dấu hiệu kể trên thì hãy nhanh chóng tới các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Những người sống thọ thường có 4 dấu hiệu này khi đi bộ. Đi bộ là một hoạt động thể dục lành mạnh, giúp con người rèn luyện sức khỏe, nâng cao đề kháng và phòng ngừa bệnh tật. Và trong quá trình đi bộ nếu bạn có những dấu hiệu sau đây thì thật đáng chúc mừng vì có lẽ tuổi thọ của bạn sẽ rất cao. Thứ nhất, nhịp thở đều đặn. Những người có sức khỏe tốt thì sẽ có nhịp thở đều đặn, thở dễ dàng, không bị căng tức lồng ngực hay khó thở khi đi bộ. Thứ hai, bước đi ổn định. Những người khỏe mạnh khi đi bộ với nhịp độ bình thường thì sẽ không gặp tình trạng loạng choạng đi khập khiễng mà dáng đi thoải mái, ổn định, ít bị chuột rút. Thứ ba, nhịp tim bình thường. Trong khi đi bộ nếu thấy nhịp tim bình thường, không có biểu hiện hồi hộp, tức ngực thì chứng tỏ là bạn đang có một cơ thể khỏe mạnh. Thứ tư, tràn đầy năng lượng. Đối với những người có sức khỏe tốt thì họ sẽ thường cảm thấy tràn đầy năng lượng khi đi bộ, không cảm thấy mệt mỏi hay chóng mặt. Đi bộ là một hoạt động lành mạnh, giúp bạn cải thiện sức khỏe, hỗ trợ giảm cân và kéo dài tuổi thọ. Trong quá trình đi bộ nếu bạn có những dấu hiệu kể trên thì thật đáng chúc mừng. Còn chẳng may nếu bạn gặp phải những biểu hiện tiêu cực như là đau đầu, chóng mặt, tức ngực hay khó thở thì hãy nhanh chóng tới bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Các bạn cũng đừng quên like, share và theo dõi bếp để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích nha. Sống lành, đồng hành chăm sóc sức khỏe gia đình bạn.